Giờ mình sẽ tô màu nha mọi người. Mình sẽ tô màu gì đây mọi người ơi? Màu xanh lá cây nha. Tiếp theo mình sẽ tô tích lắc cây đậm hơn. Tô tích quả tích bằng nhé. Đấy, mọi người thấy ok không? Xin chào mọi người. Hello các bạn. Đây tiếp là màu xanh hai cái bánh xanh luôn nha. Thôi, cái tay cầm được sẽ màu hồng nha. Ok chưa mọi người? Ok chưa? Ok chưa mọi người? Baby sorrow. Áo màu hồng hồng hồng. Rồi, tiếp là bút chì. Tô màu này.
mọi người muốn chụp màu gì mọi người ơi? Mọi người ơi muốn chụp màu gì bây giờ? Cha, một chụp màu. Chụp màu vàng ha. Baby I'm sure. Dun 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 dun. Mọi người có nghe này giờ mình có nghe mình nói không mọi người? Trong lòng mình như biết tầng 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 tầng. Oh my god. Oh, oh my god. 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 Xong rồi này mọi người hãy like, share và subscribe cho mình. Thank you mọi người. Bye bye.